Các bản tin nhanh 24/7, nhóm thanh niên va chạm giao thông còn đánh cảnh sát ở Sài Gòn. Ngày 18 tháng 2, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ nhóm thanh niên gồm Trương Văn Tuấn 22 tuổi, Ca Văn Anh 22 tuổi, Vũ Đình Định 24 tuổi cùng quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú Gò Vấp để điều tra hành vi chống người thành công vụ. Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 12, ba thanh niên đang điều khiển một chiếc xe máy lưu thông từ khu vực phường 17 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới giao lộ đường Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lương, phường 17 thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều. Còn hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Trong lúc tổ công tác phường 17 quận Gò Vấp đang đi tuần tra qua địa bàn thì phát hiện nên dừng xử lý. Khi đồng chí Lê Thanh Sơn đang tiến lại gần để kiểm tra thì bị nhóm thanh niên cự cãi với anh Sơn. Bất ngờ nhóm thanh niên xông vào đánh tới tấp khiến anh Sơn bị thương rất nặng. Sự việc này được tổ công tác đã khống chế nhóm thanh niên, đưa về trụ sở để xử lý. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.